Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Hà Nội có chủ tịch mới, đảng cử mà dân không bầu. Báo chí Việt Nam đã đưa tin vào sáng ngày 25 tháng 9 năm 2020, ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 thay cho ông Nguyễn Đức Chung vừa bị bãi nhiệm. Tuy nhiên, giới quan sát không hài lòng vì việc bầu chọn chỉ có một ứng viên duy nhất và kết quả đạt 100% số phiếu bầu trong một cuộc bỏ phiếu kín. Đây là hình ảnh tân Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh đang nhận bó hoa chúc mừng từ Bí thư Vương Đình Huệ. Ông Chu Ngọc Anh sinh năm 1965, có học vị tiến sĩ, là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, từng là Phó Bí thư rồi Chủ tịch tỉnh Phú Thọ trước khi nắm Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ. Các ý kiến thì cho rằng về việc bầu chọn như vậy là hình thức giả dối, xem thường nhân dân, còn thua kém xa so với thời phong kiến. Giáo sư Mạc Văn Trang dẫn bản tin từ báo Vietnamnet để so sánh rằng nữ thị trưởng thủ đô Tokyo Koike đã cạnh tranh vượt qua 21 ứng viên và được nhân dân bầu chọn với số phiếu suýt soát 60%. Người ta làm thị trưởng một cách công khai, đàng hoàng trước sự hân hoan của người dân đón mừng, chứ đâu phải giấm dúi như ở Việt Nam. Ông Mạc Văn Trang đã nói như vậy. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu cho rằng dường như có một nỗi sợ hãi tranh cử từ cấp lãnh đạo cao nhất trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Điều ngạc nhiên là tại kỳ họp không có đại biểu nào đề cử và tự ứng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội như báo đưa tin. Vậy là hóa ra vẫn có tự ứng cử và đề cử vào chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mà toàn thể nhân dân Hà Nội không được biết, để chỉ có mỗi một mình ông Chu Ngọc Anh được đề cử vào chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mà thôi. Như vậy, bầu cử hình thức để làm gì? Ông Nguyễn Ngọc Chu đã đặt ra câu hỏi như vậy. Trong ngày 25 tháng 9 năm 2020, không chỉ một mình ông Chu Ngọc Anh nhận được 100% phiếu bầu, bà Đào Hồng Lan cũng trong ngày 25 tháng 9 năm 2020 nhận được 100% phiếu bầu vào chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Trước đó, vào ngày 24 tháng 9 năm 2020, ông Đỗ Đức Duy cũng nhận được 100% phiếu bầu cho chức Bí thư Yên Bái. Tất cả nhân sự giữ chức Bí thư Tỉnh ủy đều do Bộ Chính trị quyết định. Trước kỳ họp đại hội, phương án nhân sự của các tỉnh đều phải thông qua bởi Bộ Chính trị. Vậy tổ chức bầu cử hình thức để làm gì cho tốn thời gian và tiền bạc của nhân dân? Điều này cũng được đặt ra. Đây là hình ảnh thị trưởng Tokyo Koike Yuriko đã được vượt qua 21 đối thủ khác để giành thêm một nhiệm kỳ nữa. Cuộc bầu cử vào năm 2020 ở Tokyo có số lượng ứng viên đông nhất từ trước đến nay. Bà Koike Yuriko đã thuyết phục được người dân thủ đô Tokyo với số phiếu ủng hộ suýt soát 60%. Trong thời gian gần đây, Bộ Chính trị đã điều chuyển 12 bí thư và chủ tịch tỉnh về các ban ngành trung ương, nghĩa là sẽ có ít nhất 24 cuộc bầu cử hình thức cho 12 vị thế chỗ trống và 12 vị trí mới đến. Trong năm 2020, có đến cả ngàn cuộc bầu cử hình thức như vậy. Nhìn vào dàn nhân sự của Bộ Chính trị đã được duyệt vào các chức vụ bí thư tỉnh, chủ tịch tỉnh và các bộ ban ngành ở trung ương thì không trông chờ gì ở Đại hội Đảng lần thứ 13. Đó toàn là những người nghe theo, họ lọt ra từ bầu cử hình thức mà thôi. Và nỗi sợ hãi tranh cử cũng bao trùm Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quản trị quốc gia, không có tranh cử công khai thì không chọn được người tài. Và như vậy, không có tranh cử công khai là kìm hãm sự phát triển của đất nước. Tại sao tất cả các cuộc bầu cử cho các chức vụ bí thư và chủ tịch tỉnh đều chỉ có một đề cử duy nhất mà thôi? Đó là vì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội đều chỉ có một đề cử duy nhất. Nỗi sợ hãi tranh cử bắt đầu từ trên cao nhất, chứ không phải ở cấp tỉnh, huyện, xã. Sợ đến nỗi không cho xã, huyện, tỉnh tự do tranh cử vì nó sẽ cháy lan đến chức vụ cao nhất. Tất cả các tiêu chuẩn dài cả trang dành cho các chức vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội cuối cùng chỉ là để trốn chạy tranh cử. Đứng ở vị trí cao nhất mà sợ tranh cử công khai thì làm sao đủ năng lực dẫn dắt? Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu đã đưa ra bình luận như vậy. Còn Facebook Nguyễn Văn Chấn thì cho rằng bầu cử kiểu Việt Nam là kiểu bầu cử dân chủ cuội bậc nhất thế giới. Nếu không nói là bịp bợm, dối trá, gian lận, ai cũng biết, chỉ một người không biết. Đây là hình ảnh bầu cử ở Việt Nam chỉ là hình thức, bởi lẽ dù có bầu ai thì cũng chỉ trong số những người mà Đảng Cộng sản đã chọn sẵn. Vì cấp trung ương làm gương như thế nên cấp dưới cũng làm theo, trăm ngàn thứ giả dối, triệu triệu cái giả hình, kéo theo bệnh thành tích, báo cáo láo, không ai muốn nghe các quan báo cáo, đọc diễn văn, hứa xạo quen mồm, hậu quả cả xã hội dối trá và nói láo. Huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen, cờ thi đua chất cao như núi, đến nỗi vào nhà chẳng ai buồn ngó đến tấm huy chương, ngay cả chủ nhà cũng tự thấy ái ngại, đáng nghẹn và cay đắng. 4 triệu đảng viên cộng với mấy chục triệu hội viên thuộc các hội đoàn khác nhau đều do Đảng kiểm soát, nhưng xã hội Việt Nam đạo đức đã xuống cấp chưa từng thấy, tiêu cực và tội ác phát triển mọi cấp, mọi ngành. Hôm qua là thiếu tướng, thượng tá, là anh hùng, đảng viên tiêu biểu, thì hôm nay đã là tội phạm tham nhũng, cầm đầu băng nhóm tội ác, hù hóa, lạm quyền. Ông Nguyễn Văn Chấn đã nêu lên quan điểm của mình. Cũng cho rằng 100% con số thất bại là tuyệt đối dối trá, nhà văn Tạ Duy Anh viết trên Facebook của mình như sau. Vào năm 2002, chỉ vài tháng trước khi bị lật đổ, Tổng thống Iraq lúc ấy là Saddam Hussein đã tổ chức nhanh một cuộc bầu cử. Ông trúng 100% số phiếu. Mỗi khi ông đến đâu, trong bộ quân phục khét tiếng với dáng đi oai vệ, hàng vạn người nhanh chóng tụ lại thành đám đông, đầm đìa nước mắt vì cảm động được thấy Tổng thống của mình, tranh nhau sờ vào cà vạt của ông, quỳ xuống hôn tay của ông. Sau một tháng chiến tranh, chính những người sẵn sàng chết vì ông đã kéo đổ chồng cành bức tượng khổng lồ của ông trong sự thoá mạ cực độ. Đây là hình ảnh Tổng thống Iraq Saddam Hussein. Mấy năm sau, ông bị lôi lên từ một cái hầm, hoàn toàn cô độc. Những người từng thèm một lần được hôn gấu quần ông, giờ đây thèm được tự tay cắt cái thòng lọng, treo cổ ông cho hả, bởi họ chưa nghĩ ra cách để có thể giết chết ông 2 lần. 8 năm sau, đám đông gắn với Saddam Hussein lại tái sinh với trường hợp ông vua của các vị vua, tên là Gaddafi. Đến tận phút chót, ông siêu ma này vẫn không tin cái đám dân chúng từng quỳ rạp xuống mỗi khi ông chiếu cố ra ngoài lại đang săn ông ở khắp nơi, y như săn một con chuột đáng ghét nhất ở châu Phi. Lâu hơn một chút, khoảng 30 năm trước, có lãnh đạo nào của Liên Xô và các nước Đông Âu khi được bầu lại dưới 100% số phiếu tán thành hay không? Nhưng các nhà lãnh đạo vĩ đại của các nước ấy với chính thể bất diệt của họ cuối cùng đều bị nhân dân ném họ vào sọt rác. Đó là tiệp khắc vào tháng 12 năm 1989, chế độ xã hội chủ nghĩa Romania do Nicolae Ceaușescu đứng đầu bị sụp đổ. Vợ chồng Nicolae Ceaușescu bị xử bắn tại chỗ trong sự căm giận ngùn ngụt của chính cái đám đông từng 100% cúi rạp trước ông suốt 40 năm. Vào ngày 10 tháng 11 năm 1989 là ngày cuối cùng của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Bulgaria. Ba Lan chuyển giao chính quyền luôn luôn trên 99% phiếu tín nhiệm vào năm 1989 cho một ngài làm nghề bốc vác. Trước khi Cộng hòa Dân chủ Đức gộp vào với Tây Đức vài ngày, ông Honecker vẫn còn được tín nhiệm tuyệt đối. Tiếp theo đến lần lượt là Mông Cổ và cuối cùng là Liên Xô, thành trì bất khả xâm phạm, tan như bọt biển gặp sóng vào năm 1991. Cả hai quốc gia này trong suốt 70 năm có lẽ tồn tại thể chế cộng sản, các chức danh lãnh đạo cao nhất của đất nước luôn được bầu với số phiếu 100%. Đây là hình ảnh Tổng thống Belarus bên trái và Tổng thống Nga Putin với lý do gian lận bầu cử. Liên hiệp châu Âu hôm 24 tháng 9 đã tuyên bố ông Alexander Lukashenko không phải là Tổng thống hợp pháp của Belarus và việc tuyên thệ đột ngột của ông hôm 23 tháng 9 trực tiếp đi ngược lại ý muốn của người dân, theo hãng truyền thông Reuters chia sẻ. Trong bầu cử, con số 100% là con số tuyệt đối dối trá và nó cũng là con số thất bại của đạo đức, công lý và lịch sử như ta đã thấy và sẽ còn thấy. Cả hai trường hợp đều 100% chính xác, nhà văn Tạ Duy Anh nhận định như vậy. Và lỗ hổng về chọn sai nhằm nhân sự lãnh đạo, theo tôi, đương nhiên là có, thậm chí có rất nhiều từ trung ương tới địa phương. Nhà báo Mạc Việt Hồng, chủ biên báo Đàn Chim Việt Online từ Warsaw, Ba Lan đã nêu ra quan điểm của mình. Tôi nói đơn giản như tổ chức một cuộc thi hoa hậu chẳng hạn, cái mà Việt Nam làm rất nhiều trong những năm qua, người ta phải tìm ứng viên trong mọi lĩnh vực, mọi miền của đất nước. Đây lại chỉ loanh quanh trong Đảng, mà Đảng duy nhất, vậy đương nhiên là nhiều người tài giỏi đâu có cơ hội. Những người làng nhàng, nếu không muốn nói là yếu kém, nhưng giỏi chui luồn, lắm mưu mô sẽ leo cao, leo sâu. Vậy thì làm gì có cạnh tranh về nhân sự, làm sao chọn được người tài. Còn về vấn đề chịu trách nhiệm do đề bạt sai, giới thiệu sai, bổ nhiệm sai, tôi thấy rằng Nói về trách nhiệm thì Việt Nam là trách nhiệm tập thể. Người ta chỉ có thể quy trách nhiệm cá nhân khi nó mất mát, thất thoát một số tiền. Chứ việc bổ nhiệm nhân sự kém cỏi tôi chưa thấy có ai bị trách nhiệm gì cả. Từ Hà Nội, nhà báo Hải Đăng, Đức Quốc Việt đưa ra ý kiến như sau. Tôi thấy rằng cơ chế bồi dưỡng và bổ nhiệm lãnh đạo ở địa phương như hiện nay là không qua bầu cử phổ thông trực tiếp mà chỉ diễn ra trong một nhóm nhỏ đảng ủy với nhau, rồi không để người dân địa phương được quyền lựa chọn ra lãnh đạo đại diện cho mình là rất có vấn đề. Nó bộc lộ quá nhiều lỗ hổng và sai phạm là tất yếu. Lỗi ở đây là lỗi hệ thống, muốn khắc phục chỉ có cách là cải cách nền bầu cử, quy trình lập pháp và thậm chí cả hệ thống chính trị. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước cuộc họp lần thứ 75 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trong đó có lời kêu gọi dỡ bỏ cấm vận đối với Cuba và kêu gọi kiềm chế ở Biển Đông. Trong video dài hơn 11 phút phát trong cuộc họp trước Liên Hợp Quốc, khuôn mặt ông Nguyễn Phú Trọng rất mệt mỏi, đôi mắt sụp xuống. Cũng từ Hà Nội, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng, một nhà quan sát thời sự và xã hội dân sự Việt Nam đưa ra bình luận như sau. Về vấn đề tuyển chọn, quy hoạch, bổ nhiệm nhân sự này, tôi thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam tự nhận và thực hành lãnh đạo toàn diện, ghi cả điều đó vào trong hiến pháp. Thế nên, Đảng phải chịu trách nhiệm nếu có các sai sót trong công tác nhân sự quan trọng, nhất là cấp trung ương, cao trong các bộ máy của Đảng và chính quyền từ trung ương cho đến địa phương. Nhưng Đảng luôn nói là lãnh đạo tập thể, thế nên khi có lỗi thì chỉ có một số cá nhân bị đem ra xử theo kiểu thí tốt, còn sai lầm tổng thể về mặt đường lối thì không ai chịu trách nhiệm, không ai phải trả giá. Nhân dân, ai nếu có ý kiến thì có thể bị vu cáo là phản động, là thế lực thù địch phá hoại sự bình yên của đất nước. Thậm chí, nhiều trường hợp bị bắt giam vì những cái cớ do họ, tức là chính quyền, dựng nền. Thành ra, sắp tới đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản, nhưng tôi không có hy vọng gì lớn vào sự thay đổi của Đảng cầm quyền. Chỉ khi nào những sức ép về kinh tế, chính trị đủ lớn để người dân thay đổi thái độ, thì những người cầm quyền may ra mới buông bỏ quyền lực tự nắm giữ của họ. Và tôi cho rằng mọi sự thay đổi nếu có trong đại hội 13 này chỉ là chiêu trò chính trị nhằm thoát khỏi bế tắc vì đường lối một cách tạm thời mà thôi. Kỹ sư Nguyễn Đăng Thắng đã bình luận như vậy từ Hà Nội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật 27 tháng 9 năm 2020 với bản tin Hà Nội có chủ tịch mới, Đảng cử mà dân không bầu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.